Bài thứ tư, Quán Nhân Duyên. Mở đề: Người đời vì không hiểu sự vật trong vũ trụ này từ đâu mà có, cho nên sanh ra nhiều quan niệm sai lầm. Có người nghĩ rằng vũ trụ do tự nhiên sanh, có người lại nghĩ vũ trụ do một vị hay nhiều vị thần toàn trí toàn năng tạo ra, vân vân. Theo đạo Phật thì vũ trụ là vô thủy, nghĩa là không có điểm khởi đầu, và mọi sự mọi vật trong vũ trụ không thể đứng riêng một mình mà có được, trái lại phải nương nhờ nhau mà thành. Nói một cách khác, từ vật lớn cho đến vật nhỏ, từ vật hữu hình cho đến vô hình đều không ngoài nhân duyên mà có. Vì thế trong kinh Phật thường nói chư pháp tùng duyên sinh. Sự hiện hữu của loài hữu hình hay nói riêng của loài người cũng không ngoài công lệ ấy được. Muốn hiểu rõ một cách tường tận cái guồng máy của sự sanh tử luân hồi của kiếp người trong bể khổ trần gian, chúng ta cần phải học lý thập nhị nhân duyên. Sau khi hiểu rõ lý thập nhị nhân duyên, chúng ta lại còn phải tìm hiểu phương pháp để dứt trừ cái dòng lẫn quẩn sanh tử luân hồi nữa. Muốn hiểu và dứt trừ cái dòng sanh tử luân hồi, chúng ta phải học và thực hành pháp quán nhân duyên mà chúng tôi xin trình bày trong bài giảng này. Chánh đề, định nghĩa. Sao gọi là nhân duyên? Nhân là nguyên nhân, chỉ cho những vật chính nó làm nhân trực tiếp sanh ra một vật khác, như hạt lúa làm nhân sanh ra cây lúa. Duyên là trợ duyên, chỉ cho những vật gì có tính cách trợ giúp trực tiếp hay gián tiếp cho vật khác được thành, như phân, nước, ánh sáng, nhân công là trợ duyên giúp cho hạt lúa được thành cây lúa. Vậy nhân duyên là chỉ cho các vật làm nhân cho nó, mà cũng vừa là trợ duyên cho tất cả vật chung quanh nó. Chữ nhân duyên lại có nghĩa thứ hai: các vật đều là nhân, các nhân đó duyên với nhau mà thành ra các vật khác, như vôi, gạch, ngói, gỗ, vân vân, là nhân, là các nhân này duyên nhau, nương giúp mà thành ra cái nhà. Vì các pháp trùng điệp nhiều lớp làm duyên cho nhau mà thành ra vật thế này hay thế khác, nên trong kinh chép chư pháp trùng trùng duyên khởi. Thành phần của nhân duyên. Đoạn trên đã nói, các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh. Vậy những nhân duyên gì sanh ra loài hữu tình? Đó là 12 nhân duyên sau đây: 1. Vô minh. 2. Hành. 3. Thức. 4. Danh sắc. 5. Lục nhập. 6. Xúc. 7. Thọ. 8. Ái. 9. Thủ. 10. Hữu. 11. Sanh. 12. Lão tử. 1. Vô minh có nhiều nghĩa và nhiều loại. A. Theo Đại Thừa giải thích, không tỏ ngộ chân tâm gọi là vô minh, bất giác đệ nhất nghĩa đế vị chi vô minh. B. Thông cả Đại Thừa và Tiểu Thừa giải thích, hiểu biết các pháp không đúng như thật, hiểu sai lầm nên gọi là vô minh. Bất như thật tri chư đế lý vị chi vô minh, như vô ngã mà chấp thật ngã, vô pháp mà chấp thật pháp, vân vân. C. Ngoài ra còn những nghĩa thông thường như vô minh là không sáng, tối tâm, mờ ám, si mê, vân vân. Vô minh lại có khi để chỉ cho các phiền não như tham, sân, si. Xưa có người đến chùa hỏi, thế nào là vô minh? Tổ sư trả lời, quê mùa dốt nát đến thế cũng đến chùa hỏi đạo lý. Ông khách nổi giận, mặt mày đỏ bừng. Tổ sư nói tiếp, vô minh là đó, chỉ cái sân, đó là vô minh. Vô minh có khi chỉ riêng cho si tâm sở, như nói độc hành vô minh hay tương ưng vô minh là đều chỉ riêng cho si tâm sở. Khi nó khởi riêng một mình hoặc chung cùng với phiền não, tham, sân, vân vân. Vô minh lại phân ra hai loại: căn bản vô minh và chi mạc vô minh. Như trong 12 nhân duyên, cái vô minh đầu là căn bản, vì nó làm gốc sanh ra các vô minh sau. Còn ái, thủ, hữu là chi mạc vô minh. Trong tứ hoặc thì kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc
là chi mạc vô minh, còn vô minh hoặc là căn bản vô minh. Trong ngũ trụ địa thì kiến nhất xứ trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa và hữu ái trụ địa là chi mạc vô minh, còn vô minh trụ địa là căn bản vô minh. Nói chung lại, tất cả phiền não hoặc thô hoặc tế của đại thừa hay tiểu thừa có tánh cách làm cho chân tâm bị ẩn, gương trí huệ lu mờ thì gọi là vô minh. 2. Hành là hành động tạo tác do vô minh phiền não nổi lên làm cho thân, khẩu, ý tạo tác ra các nghiệp lành hay dữ nên gọi là hành. 3. Thức là thần thức chỉ cho phần tinh thần do thân, khẩu, ý ba nghiệp tạo tác những nghiệp lành hay dữ, nên khi chết rồi các nghiệp dẫn dắt thần thức đi lãnh thọ quả báo thân khổ hay vui ở đời sau. 4. Danh sắc là thân thể. Trong thân thể người có hai phần, a phần tinh thần tâm, chỉ có tên kêu gọi chứ không có hình sắc nên gọi là danh. B phần thể chất có hình sắc nên gọi là sắc. 5. Lục nhập gọi nôm na là sáu chỗ vào. Khi đã có thân thể rồi, cố nhiên phải có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là chỗ của sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp phản ảnh vào, nên gọi là lục nhập. 6. Xúc là tiếp xúc. Trong sáu căn, ngoài sáu trần thường gặp gỡ tiếp xúc với nhau, như mắt tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với tiếng, mũi tiếp xúc với mùi, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với ấm, lạnh, trơn, nhám, ý tiếp xúc với pháp trần. 7. Thọ là lãnh thọ. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần rồi lãnh thọ những cảnh vui hay buồn, sướng hay khổ hay cảnh bình thường. 8. Ái là ưa muốn. Khi lãnh thọ cảnh vui thì sinh lòng tham, muốn làm sao cho được. Khi gặp cảnh khổ thì sanh tâm sân hận, buồn rầu, muốn xa lìa, gặp cảnh bình thường thời si mê. Đây là cái động cơ thúc đẩy thân khẩu ý tạo tác các nghiệp. 9. Thủ là giữ lấy, tìm cầu. Nói rộng ra là các hành động tạo tác. Do gặp cảnh thuận thì tham cầu, gặp cảnh nghịch lại sân si, muốn xa lìa. Mục đích là muốn tìm phương này kế nọ để bảo thủ cho được bản ngã của mình, do đó mà tạo ra các nghiệp sanh tử. 10. Hữu là có. Vì đời này đã có nhân lành hay dữ do mình tạo ra, thì đời sau quyết định phải có quả khổ hay vui mà mình phải thọ nhận. 11. Sanh là sanh ra do ái, thủ, hữu làm nhân hiện tại tạo ra các nghiệp, cho nên qua đời sau phải sanh ra đời để thọ quả báo. 12. Lão tử là già chết. Đã có sanh ra tất nhiên phải chịu các khổ già và chết, vân vân. 12 nhân duyên này liên quan mật thiết với nhau, vừa làm quả cho nhân trước, vừa làm nhân cho quả sau, nối tiếp không dứt trong thời gian và làm cho chúng sinh phải mãi mãi xoay tròn trong dòng sanh tử. Ba la mã, phương pháp quán. Phương pháp quán 12 nhân duyên có thể chia làm hai phần là quán lưu chuyển và quán hoàn diệt. 1. Quán lưu chuyển là quán sát trạng thái sanh khởi và luân lưu của 12 nhân duyên. Sự quán sát này có 3 loại. A. Quán sát trạng thái sanh khởi của 12 nhân duyên trong quá khứ xa xôi, từ vô thỉ. Từ vô thỉ, vì vô minh vọng động làm cho bản tâm thanh tịnh phải ẩn khuất như mây án nên trăng mờ, vô minh. Do đó các vọng động từ từ sinh khởi, hành, thành ra có tâm, thức và cảnh, đủ cả thế giới và chúng sinh, danh sắc. Trong thân chúng sinh có sáu căn là chỗ của sáu trần, thường phản ảnh vào, lục nhập. Rồi căn trần thường tiếp xúc nhau, sanh ra cảm thọ, nhân thọ sanh ra ưa, vì ưa mới giữ, do đó mà có hữu, sanh và già, chết. Đây là nói về trạng thái của 12 nhân duyên từ vô thỉ do vô minh vọng động, tạo tác mà có thế giới và chúng sinh, rồi cứ như thế
tiếp tục sanh khởi cho đến ngày nay và mãi mãi về sau, vân vân. B. Quán sát trạng thái lưu chuyển của 12 nhân duyên trong 3 đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là quán sát sự xoay dần của 12 nhân duyên trong thời gian từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến vị lai. 12 nhân duyên cũng như sợi dây chuyền có 12 dòng, dòng này móc vào dòng kia móc vào dòng nọ, nối tiếp nhau không có mối manh và liên quan cả 3 đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Như trong quá khứ vô minh và hành, căn bản vô minh, làm nhân, sanh ra quả hiện tại, thân đời nay, là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Quả hiện tại, thân đời này trở lại tạo nhân trong hiện tại, là ái, thủ, hữu, chi mạc vô minh. Nhân hiện tại là sẽ thành quả vị lai, thân đời sau, là sanh, lão, tử. Nói tóm lại, do mê hoặc vô minh nên tạo nghiệp, hành. Vì tạo nghiệp nên chịu quả khổ, nhân chịu quả khổ, rồi lại mê hoặc tạo nghiệp vân vân. Nhân sanh quả, quả lại sanh nhân, nối tiếp trong 3 đời, quanh quẩn trong 6 đường sanh tử luân hồi, như cái bánh xe lăn tròn trên sợi dây. Chỉ có khác là bánh xe thật thì chỉ có một cái và biến đổi rất chậm chạp, còn bánh xe 12 nhân duyên thì vừa chạy tới mà vừa biến đổi, luôn luôn hoại và thành, thành và hoại, liên tiếp trong 3 đời, quá khứ, hiện tại và tương lai. C. Quán sát sự sanh khởi và lưu chuyển của 12 nhân duyên trong một niệm của hiện tại. Nếu lấy một khoảng thời gian ngắn trong hiện tại để quán sát, hành giả cũng có thể thấy được sự sanh khởi và lưu chuyển của 12 nhân duyên, chứ không cần phải quán sát cả 3 đời. Như khi đối cảnh, không rõ các pháp đều là lưu chuyển, vô minh mà khởi vọng niệm, hành, phân biệt, thức, các cảnh vật, sắc, rồi trần cảnh lại phản ảnh vào căn, lục nhập, căn lại tiếp xúc với trần, sanh ra lãnh thọ, nhân thọ sanh ra ưa muốn, tìm cầu, do đó tạo ra các nghiệp, rồi theo nghiệp thọ quả báo, sanh lão tử. Phân tách 3 pháp quán trên, hành giả sẽ rút ra những nhận xét sau đây. Trong 12 nhân duyên có 2 nhóm làm nhân và 2 nhóm làm quả. Một nhóm nhân quá khứ gồm có vô minh và hành, và một nhóm nhân hiện tại gồm có ái, thủ, hữu. Về phía quả thì có một nhóm quả hiện tại gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, và một nhóm quả vị lai gồm có sanh, lão, tử. Vô minh hành là căn bản vô minh, ái, thủ, hữu là chi mạc vô minh. Có thể nói, vô minh hành là cái biệt hiệu của ái, thủ, hữu, còn thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là cái vị danh của sanh, lão, tử. Nói như thế là gì? Nếu ta đổi qua tráo lại, sẽ thấy rõ, trong ái, thủ, hữu có vô minh và hành, còn trong sanh, lão, tử có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Vô minh thuộc về hoặc, hành thuộc về nghiệp. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thuộc về khổ, ái thuộc về hoặc, thủ, hữu thuộc về nghiệp, sanh, lão, tử thuộc về khổ. 2. Quán hoàn diệt là quán sát sự tiêu diệt của 12 nhân duyên có 2 cách quán. A. Diệt vô minh gốc rễ, căn bản vô minh. Trong phần quán sát trên, hành giả đã thấy rõ, do vô minh mà có hành, do hành mà có thức, vân vân. Vậy thì bây giờ, nếu ta diệt vô minh thì hành sẽ bị diệt, hành bị diệt thì thức cũng không có, vân vân. Hay nói một cách khác, do mê hoặc nên tạo nghiệp, do tạo nghiệp nên mới chịu quả khổ. Vậy muốn hết khổ, lẽ tất nhiên là phải diệt nghiệp. Muốn dứt nghiệp, trước phải trừ vô minh. Trừ căn bản vô minh có 2 cách. Đối với các bậc đại thừa Bồ Tát, vì thấy rõ thể tánh chân tâm do vô minh vọng động mà có thế giới chúng sinh, ngã và pháp, nên các ngài dùng trí bát nhã phá trừ sinh tướng vô minh,
để trở lại với bản thể chân tâm. Khi đã ngộ được chân tâm rồi thì tất cả sanh tử luân hồi đều hết, như trong Bát Nhã Tâm Kinh có chép: Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát khi đi sâu vào trí Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi thì thấy tất cả năm uẩn đều không, nên khỏi các điều khổ ách. Hay như trong Kinh Lăng Nghiêm có chép: Đối với người tỏ ngộ được chân tâm thì 12 thế giới đều tiêu hết. Đối với người không thể phá trừ ngay được căn bản vô minh để trực ngộ chân tâm thì phải lần hồi trải qua vô số kiếp tu hành. Khi đến địa vị đẳng giác, dùng trí kim cang phá trừ được sanh tướng vô minh mới chứng quả diệu giác Phật. B. Diệt vô minh ngành ngọn, chi mạc vô minh. Đối với hàng phàm phu và tiểu thừa, căn cơ thấp hẹp thì không thể trực tiếp phá trừ vô minh gốc rễ như hai bậc trên, mà chỉ có thể phá trừ vô minh ngành ngọn là ái, thủ, hữu. Khi ngành ngọn đã bị chặt rồi thì gốc rễ dần dần bị tiêu diệt, như bụi tre mà bị xắn hết cả măng thì sẽ phải tàn rụi. Diệt trừ vô minh ngành ngọn cũng gồm hai phương diện: quán, lý, là dùng lý lẽ để nhận thấy rằng các pháp chỉ do nhân duyên hòa hợp mà sanh ra, chứ không có thật, không hữu. Bởi không có thật nên không tìm cầu chấp thủ, không thủ. Đã không chấp thủ thì cũng không tham muốn, không ái. Nghĩa là bắt đầu quán hữu, rồi đến thủ, rồi cuối cùng là ái. Nếu ba cái nhân này không có thì cái quả sanh lão tử cũng chẳng có. Quán sự là y theo sự tướng mà quán sát rồi thực hành. Hành giả bắt đầu quán ái trước, rồi đến thủ và hữu. Kinh chép: Hữu ái sinh ưu, hữu ái sinh úy, vô sở ái nhạo hà ưu hà úy. Nghĩa là bởi có tham muốn nên mới có sanh lo sợ. Nếu không tham muốn thì có lo sợ gì? Vì khi đối cảnh sanh tâm tham muốn nên mới tạo ra các nghiệp, do đó phải chịu sanh tử luân hồi. Bấy giờ nếu đối cảnh không tham ưa, không ái thì chẳng tìm cầu chấp thủ. Vì không chấp thủ nên chẳng có sanh tử luân hồi. Cũng như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, chỉ khi các ông đối cảnh không khởi vọng niệm phân biệt thì tham sân si chẳng khởi. Tham sân si không khởi thì sát, đạo, dâm, vọng không sanh. Tóm lại, mê hoặc hết ái thì nghiệp chẳng có, nghiệp không thì khổ cũng chẳng còn. Trong bốn cách trừ vô minh, chỉ có pháp quán sự này dễ dàng và thiết thực nhất, lại hợp với căn cơ của người tu hành hiện tại. Bốn la mã, hiệu quả của pháp quán 12 nhân duyên. Hành giả sau khi thành tựu pháp quán 12 nhân duyên này thì sẽ trừ được tâm si mê là nguyên nhân chính của khổ đau và luân hồi của chúng sinh. Đức Phật thường bảo, sự khổ ở tam đồ chưa hẳn là khổ, chỉ có người thiếu trí huệ mới là khổ thôi. Xem thế thì đủ biết, trừ được tâm si mê và làm cho trí huệ được phát chiếu là một điều quan trọng bậc nhất của kẻ tu hành. Hơn nữa, hành giả còn nhờ pháp quán 12 nhân duyên này mà sẽ chứng được quả duyên giác. Khi Phật chưa giáng sinh, cũng có nhiều vị tu hành nhờ quán sát sự sanh hóa của vũ trụ mà được ngộ đạo. Những vị ấy người ta thường gọi là độc giác, nghĩa là tự nghiên cứu một mình mà được giác ngộ. Đến khi Phật giáng sinh, chỉ dạy pháp quán nhân duyên, nhiều người y theo pháp quán này tu hành mà được giác ngộ, nên gọi là duyên giác. Nghĩa là những vị giác ngộ nhờ quán 12 nhân duyên. Chỗ giải thoát của quả vị duyên giác và A-la-hán đều giống nhau, nhưng về trí huệ và thần thông thì quả duyên giác cao hơn quả A-la-hán. Sau đây là một thí dụ về sự thành tựu pháp quán 12 nhân duyên của hai vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, lược thuật theo kinh nhân quả. Ở thành Dương Xá có hai người Bà La Môn rất thông minh trí huệ, một người tên là Xá Lợi Phất và một người tên là Mục Kiền Liên. Hai người đều tu theo ngoại đạo,
có trên 100 đệ tử và có hứa hẹn với nhau rằng nếu ai nghe được pháp màu trước thì phải chỉ dạy lại cho người kia. Một hôm, ông Xá Lợi Phất đi đường được nghe một vị đệ tử của Phật là thầy Tỳ Kheo A Xá Bà Kỳ giảng giải về đạo lý nhân duyên và tóm tắt lại trong một bài kệ như sau: cội gốc của tất cả pháp là nhân duyên sinh, không ai làm chủ. Nếu ai hiểu được pháp này thì chứng được đạo chân thật. Khi nghe xong, ông Xá Lợi Phất liền xa lìa trần cấu, chứng được đạo quả thanh tịnh. Lúc trở về, ông Xá Lợi Phất giảng nói lại cho ông Mục Kiền Liên nghe. Ông này nghe xong cũng chứng được đạo quả. Hai ông liền đem 200 đệ tử của mình đến xin Phật cho xuất gia làm đệ tử. Xê lớn kết luận. Để độc giả có một ý niệm chung về bài giảng này và dễ nhớ, chúng tôi xin tóm tắt những yếu điểm sau đây. A. Tất cả sự vật không một vật nào riêng biệt mà tồn tại được, chúng phải nương tựa vào nhau mới thành vật này hay vật khác. Đó là lý nhân duyên sanh hay trùng trùng duyên khởi. Riêng về loại hữu tình như kiếp người chẳng hạn, thì do 12 nhân duyên nương nhau mà thành một chuỗi sanh tử dài vô hạn, nối tiếp từ quá khứ đến hiện tại và vị lai. Tùy theo cái tác dụng của nó mà 12 nhân duyên ấy có thể chia làm 3 nhóm là hoặc mê mờ, nghiệp tạo tác và khổ, kết quả. B lớn. Muốn dứt trừ chuỗi sanh tử kéo dài trong biển khổ đau của cõi tục, phải quán 12 nhân duyên. Pháp quán này có hai phần là quán lưu chuyển và quán hoàn diệt. Một, quán lưu chuyển là quán hiện tượng sanh khởi và tiến triển của 12 nhân duyên từ vô minh, hành, thức đến lão, tử. Trong khi quán lưu chuyển, hành giả có thể chỉ quán sát sự sanh khởi và tiến triển của 12 nhân duyên trong quá khứ, trong hiện tại hay cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 2. Quán hoàn diệt là quán theo phương pháp làm cho 12 nhân duyên phải tiêu diệt. Có hai pháp quán hoàn diệt. A. Một pháp dành cho những bậc đại căn trí như hạng Đại Thừa Bồ Tát, đó là pháp diệt căn bản vô minh. B. Một pháp dành cho những người căn cơ thấp thỏi như chúng ta, đó là pháp diệt chi mạc vô minh. Pháp quán sau đây là chia ra làm hai là quán lý và quán sự. Quán lý là quán các pháp không có thật có, hữu, nên không chấp thủ, thủ, bởi không chấp thủ nên không tham ái. Quán sự là áp dụng cái lý đã quán ở trên trong hoàn cảnh thực tại. Hành giả phải cố gắng thực hiện sao cho khi đối cảnh không khởi tâm tham ái. Nhờ không tham ái mới không tạo tác tìm cầu. Do không tìm cầu nên không có thọ quả sanh tử về sau. Hành giả thành tựu được pháp quán 12 nhân duyên này thì sẽ dứt trừ được vô minh, thoát khỏi sanh tử và chứng được quả vị duyên giác. Cầu mong cho quý vị độc giả thấu hiểu được chân giá trị của pháp quán này và tinh tấn tu hành để đạt được quả vị quý báu nói trên.